Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Fulham và câu lạc bộ Wolverhampton. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 13 giải Ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 28 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Fulham sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Wolverhampton với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5, mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và 2 trái, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của Fulham và Wolverhampton, Fulham hòa 2 và thua 3 trước Wolverhampton. 5 trận thi đấu gần nhất của Fulham, Fulham thắng 1, hòa 1 và thua 3. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Wolverhampton thì Wolverhampton thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội khách Wolverhampton được chấp 0,25 nha. Vì sao? Mặc dù gặp lại Fulham thì Wolverhampton trận này bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Fulham thì mình thấy là Wolverhampton họ cũng không thua kém gì đội chủ nhà đâu. Thứ hai đó thì nếu như mà hai đội tiếp tục một lần nữa hòa nhau thì chúng ta chọn Wolverhampton được chấp 0,25, chúng ta cũng thắng được nửa kèo. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Wolverhampton đang vượt trội hơn so với Fulham nữa. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc. Không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Với phong độ đang ổn định và ở lượt trận này thì Wolverhampton hầu như là họ sẽ có được đội hình đầy đủ nhất. Thì biết đâu gặp một Fulham đang mất phong độ thì một lần nữa Wolverhampton họ sẽ đá bại được Fulham thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Wolverhampton được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và 2 trái. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội á, thì thường mình thấy nó cũng không có được nhiều bàn thắng. Với lại là cái hiệu suất ghi bàn của hai đội thời gian vừa qua nó cũng còn đang hạn chế. Mình nghĩ cuộc đối đầu này tiếp tục là cuộc đối đầu đầy trẻ nhạt, ít bàn thắng được ghi. Dự đoán sẽ là hòa không đều, một đều hoặc 1-0 nghiêng về cho Wolverhampton. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 2,25 hoặc là 2,5 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Vì đó hiệp 1 với phong độ đang ổn định hơn và lực lượng đầy đủ thì có thể là Wolverhampton họ cũng sẽ không thua Fulham đâu. Thậm chí là hiệp 1 biết đâu Wolverhampton mới là đội sẽ có bàn thắng dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Wolverhampton nha. Tài xỉu hiệp 1 thì cũng hơi khó, nhưng là nếu mà bạn nào muốn chơi thì có thể là đá nhẹ cái tài, còn không tin tưởng thì cho qua. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Wolverhampton và xỉu ở hiệp 1, chọn Wolverhampton và đá tài dưới 1. Chúc anh em may mắn.